Kính chào bà con, hôm nay ngày 6 tháng 7 2021, chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ giáo mũ cho bà con. Thì giáo mũ của ngày 6 tháng 7 như sau. Ở chân hành thì mũ chén là 15.000 đồng trên 1 kg. Ở Quảng Tính Đắk Nông thì mũ nước là 310 đồng trên 1 độ, mũ chén là 14.000 đồng trên 1 kg. Anh chị Phượng Hoàng chia sẻ. Ở Đắk Tô Kon Tum, mũ nước là 330 đồng trên 1 độ, anh chị Đăng Nguyên chia sẻ. Ở Tân Thành, Tân Châu, Tây Ninh thì cô Còn Phạm chia sẻ giá mũ chén là 17.500 đồng trên 1 kg. Ở Bến Cát, Bình Dương thì mũ nước là 290 đồng trên 1 độ, anh Hiền Lê chia sẻ. Ở Định Quán, Đồng Nai thì anh Hậu chia sẻ mũ nước là 290 đồng trên 1 độ. Ở EK Đắk Lắk, mũ nước là 305 đồng trên 1 độ, chị Trang Kiều chia sẻ cách đây 14 giờ. Ở Gia An, Tánh Linh, Bình Thuận, mũ nước là 285 đồng trên 1 độ, chị Phạm Thị Nga chia sẻ cách đây 20 giờ. Đắk Kan, Kon Tum, mũ nước là 330 đồng trên 1 độ, chị Hằng Nguyễn chia sẻ cách đây 21 giờ. Ở EAO, EK Đắk Lắk, mũ nước 310 đồng trên 1 độ, mũ chén là 15.000 đồng trên 1 kg, anh Thắng chia sẻ. Ở An Nhơn Tây, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm nay thì anh Tuấn chia sẻ mũ nước là 300 đồng trên 1 độ, mũ chén là 13.000 đồng trên 1 kg. Như vậy thì so với ngày hôm qua thì ở An Nhơn Tây, Củ Chi, mũ nước giảm. Ở Gia Lai thì mũ nước dao động từ 300 đến 310 đồng trên 1 độ. Ở Phú Riềng thì mũ nước là 320 đồng trên 1 độ. Ở Đức Linh, Bình Thuận thì mũ nước dao động từ 285 đến 290 đồng trên 1 độ. Ở Quảng Trị thì mũ nước là 310 đồng trên 1 độ. Bù Đăng, Bình Phước, mũ nước là 320 đồng trên 1 độ. Dầu Tiếng, Bình Dương, 305 đồng trên 1 độ. Lộc Ninh, 305 đồng trên 1 độ. Hớn Quản, Bình Phước, 305 đồng trên 1 độ. Nấm Nung, Rono, tỉnh Đắk Nông, 300 đồng trên 1 độ. Ở Minh Lập, Minh Thành, ở Minh Lập, Chơn Thành, 300 đồng trên 1 độ. Đức Liễu, Bù Đăng, mũ nước dao động từ 315 đến 320 đồng trên 1 độ. Ở Lộc Hưng, Lộc Ninh, mũ nước là 300 đồng trên 1 độ. Ở Tân Hiệp, 316 đồng trên 1 độ. Tân Long, Phú Giáo, Bình Dương, mũ nước là 295 đồng trên 1 độ. Còn giá mũ ở các công ty thì ở công ty cao su trách nhiệm hữu hạn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Thanh Hóa, mũ nước là 294 đồng trên 1 độ. Công ty cao su Phú Riềng, mũ nước là 325 đồng trên 1 độ. Công ty cao su Phước Hòa, mũ nước là 323 đồng trên 1 độ. Công ty cao su Đồng Nai, mũ nước loại 1 là 318 đồng trên 1 độ, mũ nước loại 2 là 311 đồng trên 1 độ. Công ty cao su Lộc Ninh thì mũ nước vẫn chưa có sự điều chỉnh, mũ nước vẫn là 378 đồng trên 1 độ, mũ chén là 17.100 đồng trên 1 kg. Thì như vậy là ngày hôm nay chúng tôi đã chia sẻ xong giá mũ. Cảm ơn tất cả bà con đã ủng hộ video chia sẻ giá mũ ngày hôm nay. Xin kết thúc ở đây. Chúc bà con một buổi tối ngủ ngon, nhiều sức khỏe. Xin chào.